À, chào tất cả các bạn đã quay trở lại hoặc là mới ghé thăm cái kênh Code Là Ghiền. Ok, thì cái video này sẽ giới thiệu chúng ta sẽ làm ra một cái nhánh mới. Chúng ta sẽ giống như là phân tích rồi mình viết một cái web app về quản lý web quán ăn hay là nói chung là quản lý nhà hàng đi. Nghe cho nó ngầu ngầu chút xíu. Ok. Rồi thì trước hết đó là xin phép các bạn được xưng là anh, gọi các bạn là em đi, các em đi cho nó thân mật chút xíu. Tại vì cũng có coi giống như là những cái thông tin từ Google hay YouTube á, thì cái số lượng mà các bạn coi đó giống như là toàn là trẻ thôi, các bạn trẻ thôi, chắc không ai già hơn 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 anh đâu. Đó, cho nên thôi kêu là các em đi cho nó thân mật nha. Thì dĩ nhiên mình thân mật rồi mình học nó thoải mái hơn. Ok. Rồi thì sẽ giúp đỡ tất cả những gì có thể cho các em học nhanh gọn lẹ, tiến bộ nó một cách nhanh chóng. Ok. Rồi thì trong thực tế đó, giống như là khi mà các em viết một cái chương trình quản lý nói chung đó, ví dụ như mình quản lý quán ăn hay quản lý nhà hàng thì nó có nói chung nó cũng giống nhau, hay là quản lý quán cà phê, quản lý bán hàng, mọi thứ đó nó đều là quản lý hết. Giống là kiểu là inventory đó, theo tiếng tiếng Anh đó. Thì khi mà mình nắm được cái cách thức để làm một một một, một lần thì mình đi ra cho, giống như là đi ra thực tế mình đi làm á, thì nó cũng loay hoay có nhiều đó thôi, nó giống y chang chứ nó không có cái gì khác hết đó. Mình chỉ có làm theo cái những chức năng nào mà bên khách hàng họ yêu cầu thôi. Rồi dĩ nhiên mình cũng sẽ lựa vào dựa vào giống như là khách hàng nó muốn viết theo cái kỹ thuật gì. Còn thôi nó để cho mình tự chọn á, thì mình có thể chọn những cái nào mà mình giống như là mình giỏi hơn, hoặc là mình thấy nó thuận tiện hơn, thuận lợi hơn, mình viết nhanh viết gọn mà nó ít bị bất, giao hàng lẹ rồi lãnh tiền sớm đó. Đại cái nó là như vậy. Thì cái nhánh này á, giống như là chúng ta sẽ làm sơ từ 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 A đến Z, từ A đến Z á, mọi thứ, rồi coi cái cách hoạt động giống như là trong thực tế chúng ta đi làm thiệt á, thì người ta làm như thế nào. Thì dĩ nhiên đó là mỗi công ty mỗi khác, nhưng mà cái quy trình làm á thì nó cũng tự tự với nhau thôi. Ok. Thì rồi chúng ta sẽ dùng giống như là kỹ thuật .NET Core đi. Đó, mình có thể dùng Fact.json cũng được, nhưng mà mình làm .NET Core để coi coi mình thấy coi nó hay làm sao, nó dễ làm sao so với các kỹ thuật khác mà các em biết, ví dụ như Java hay là PHP, hay là nói chung là Node.js, nói chung là đại khái có nhiều cái kỹ thuật khác để mà viết một cái web app hay là viết một cái web API. Nói chung thì khi mà mình viết một cái project nào đó, hoặc là một cái thì rồi gọi là project, đúng rồi, là dự án, thì chúng ta phải dĩ nhiên mình phải nghiên cứu, tham khảo đồ vòng vòng coi 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 ở trên trên mạng người ta có những cái dự án nó tương tự hay không không, để mà mình thu thập những cái thông tin mà người ta đã có rồi, không? Cái giao diện nó đại khái nó như thế nào, rồi 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 mình thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, không? Rồi cái bước đó là cái bước là giống như là mình phân tích để mà mình có thể đi lấy những cái gì mà mình cần hỏi bên khách hàng, cần muốn cái gì gì, mình cứ ghi xuống hết, đầy hết, rồi cứ suy nghĩ tới lui, rồi cứ cứ vẽ rồng vẽ rắn đó. Đại khái ý tưởng của bước đầu là như vậy. Đôi khi á có nhiều thứ đó mình cố gắng làm, thì mình nói ví dụ gì như ngoài thị trường hay những cái thư viện hay những cái library này nó có sẵn rồi, không? Thì mình không có cần phải ngồi với viết cho nó dài lê thê đâu. Đại khái mình nói giống như thực tế đi, ví dụ như người ta có cái máy đóng đinh rồi thì mình không có cần phải 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 ngồi mà mày mò để chế ra cái công cụ mà để mà đóng đinh cho nó nhanh, thay vì đóng bằng tay, không? Mình bỏ ra một chút xíu tiền mình đi ra mình mua cái máy đóng đinh rồi nó gọn lẹ, để mà mình chế ra cái sản phẩm khác nó hay hơn là cái máy đóng đinh đó, thí dụ như vậy. Ok. Rồi nói tóm lại thì cái video này chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu cái nhánh này chúng ta sẽ làm cái gì. Thì các bạn nào mà chưa học .NET Core đó hay là C# đó thì mình cũng có cũng nên coi, mình coi để ở phần bên back end thôi, để mình biết được là viết code C# với lại .NET Core nó có dễ hơn những cái thứ khác hay không. Ok. Thì dĩ nhiên mình đi làm có nhiều cái kỹ thuật, ví dụ như công ty người ta xài cái đó rồi thì mình cũng xài cái đó theo. Ví dụ như mình lại cái công ty nào người ta chạy xe Honda thì mình cứ chạy Honda thôi, người ta chạy xe hơi thì mình chạy xe hơi, mình nói thí dụ vậy, không? Chừng nào người ta hỏi ý mình muốn chạy cái gì thì
mình có thể đề nghị đó. Thì mình làm tiền giống như là mình làm giờ mà, đúng không? Thì anh muốn làm cái này, kỹ thuật này, đi xe hơi thì tôi đi 1 ngày, còn đi xe Honda thì tôi đi 10 ngày đó, thì trả tiền thì trả phải đấy, trả 1 ngày với trả 10 ngày rồi, đâu có cái vụ mà mình làm 10 ngày mà trả 1 ngày đâu, đúng không? Đó, cho nên nó là khi đi làm, ok, anh muốn kiểu này, tôi làm kiểu này, nhưng mà cái giá này, tại vì nó lâu, ví dụ vậy. Ok. À, ngoài ra chúng ta học được cái gì? À, chúng ta sẽ học được cái cách thức, giống như là phân tích thì nói thôi rồi đi vòng vòng rồi phân tích thì chắc ai cũng biết, mình không có giỏi thôi, nhưng mà mình cũng biết được cái kiểu nó ra làm sao, rồi mình quản lý cái code của mình thế nào, trên cái project nó ra làm sao, rồi mình teamwork, giống như người này làm cái nhiệm vụ này nhiệm vụ kia, rồi mình làm giống như leader, mình chia việc ra, ví dụ như anh A, nói em đi, em A làm cái nhiệm vụ bên client side, em B làm bên back end, ví dụ như vậy, bên server side đó, rồi mình kết hợp như thế nào đó. Thì cái đó là bên back end chúng ta sử dụng .NET Core. Ok, rồi. Rồi bên front end chúng ta sử dụng Angular, bởi vì Angular nó viết rất là nhanh luôn. Nó nhanh mà nó giống như là cái cú pháp của nó rất là rõ ràng. Thì dĩ nhiên ai quen React JS sau này nọ thì mình có thể viết cũng được, không có sao cả. Nhưng mà thì khi mà viết React JS rồi, mình thử học Angular coi, rồi mình có quyền chứ, mình giống như là mình ăn một món ăn A rồi mình ăn một món ăn B, dĩ nhiên mình muốn ăn món ăn mình ăn cơm quen rồi, bây giờ mình đi ra mình ăn cơm tấm coi nó có khác cái gì hay không, mình nói đại khái như vậy. Để mình biết là đi làm thiệt nó có nhiều cái tùy chọn, không có phải là giống như là gắn bó với một cái gì đó rồi mình tưởng nó cao siêu, nhưng mà có nhiều cái khác nó hay hơn nhiều, mình nói thí dụ vậy. Rồi thêm vào đó là giống như là cái nhánh này chúng ta sẽ làm giống kiểu cái giao diện này mình cũng bình thường thôi, nhưng mà cái chủ yếu nhất vẫn là cái chức năng. Thì cái giao diện nó có thể là ok, các em nào mà chuyên học về giao diện thì thiết kế hay làm mà nó hay hơn nhiều, không? Tức là đại khái mấy cái mà thí dụ như cái kiểu sắp xếp nút bay bay rồi này nọ, đại khái như vậy, CSS thì mà chúng ta sẽ làm về cái chức năng nó nhiều hơn. Rồi rồi thì cũng tùy theo cái tình hình, giống như là cái số lượng người coi, ví dụ như ít quá thì thôi mình làm cái đề tài khác, còn ví dụ như nhiều 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 em thắc mắc thêm những cái vấn đề gì đó thì có thể làm thêm video để giải thích thêm, còn thôi là mình giải thích sơ sơ ngắn gọn thôi, tại vì giải thích nhiều quá thì cũng không có bao nhiêu người coi cho nó hết, giống như là kiểu tua nhanh thôi thì cũng mất công quá, không? Còn mình không giải thích đó, thì đôi khi các em không có hiểu, không hiểu thì mình cứ nghĩ nghĩ là mình hiểu, nghĩ là ok tôi học rồi, nhưng mà cuối cùng á mình không có biết thông suốt, mình không có như cái não mình nó chưa có thông, thì mình làm những cái khác á. Khi mà mình quay lại trở lại cái vấn đề, hay là mình có những cái vấn đề tương tự đó thì chúng ta giải quyết không có được đó, thì tại sao chúng ta không không có giống như là mình nghe một lần cho nó kỹ rồi cái nó nhập tâm luôn, rồi cái từ đó về sau mình không bao giờ mình quay lại hết trơn á. Ok, đó là cái cách học của riêng anh là như vậy, thì chia sẻ lại cho các em biết. Còn các em nào muốn thích thú đau thương, ví dụ như kiểu thức khuya dậy sớm, suy nghĩ liên tục, nhức đầu nhức cổ, uống thuốc đồ này nọ, nói chung là bị deadline nó rồi bị bất đồ tùm lum này nọ, thì cứ theo cái cách học của các em. Còn các em muốn đổi mới thì theo cách học của các anh, của anh chứ, thử coi nó làm sao, coi nó có khá hơn hay không. Ok rồi. Cuối cùng hy vọng là qua cái nhánh này, thì nếu mà các em coi đàng hoàng thì chắc là sẽ hiểu thêm rất là nhiều, còn nếu mà mình coi nhanh thì mình cũng có thể được hiểu được một chút đỉnh, thì nói chung là hy vọng là cũng là giúp được cho các em một 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 chút gì đó ở trong cái ngành lập trình, cũng như là thêm một chút xíu kiến thức cho các em. Ok, hy vọng như vậy. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các em ở video kế. Bye bye.